Wow, cái cháu này đắt. Wow, nó chặt rồi. Wow, mút các bạn ạ. Nó mút. Có. Yeah. Wow, nào lui lại đấy một tí đi. Nào, 2, 3. Nhiều rồi. Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog các cháu ơi. Hôm nay bà lại tiếp tục làm clip các cháu ạ. Bà làm một chiếc que kem matcha trà xanh siêu to khổng lồ các cháu nhá. Thì cũng 2 năm rồi bà, bây giờ bà mới lại quay làm kem khổng lồ các cháu nhá. Thì các cháu ơi, bây giờ bà giới thiệu nguyên liệu của chiếc que kem matcha trà xanh này đấy. Thì không thể thiếu được bột matcha và trà xanh đấy, muốn làm kem đấy rồi. Và đây là sữa đặc, còn đây là bột kem béo này, còn đây là kem tê huyết tinh, còn đây là sữa khô, còn đây là đường này đấy. Thì các cháu ơi, muốn làm một chiếc que kem matcha trà xanh thì trước tiên bây giờ là bà sẽ đi đun nước, bà pha nước trà xanh nhé, pha bột matcha nhé, bà bỏ đường vào, sau bà bỏ các nguyên liệu vào nhá, sau bà để nguội là bà bỏ vào cái khuôn đây này các cháu này. Đấy, cái chiếc khuôn khổng lồ của bà đấy, rất to à. Thế còn cái que thì tí nữa bà lấy sau nhá. Thì các cháu ơi, bây giờ bà đi thực hiện luôn này, bà đi nhóm bếp bà làm này. Thì các cháu mà xem video này của bà mà có thấy hay thì like và chia sẻ giúp bà nhá, để bà có nhiều sức khỏe nhá. Thì bây giờ bà đi thực hiện luôn nhá, bà làm 9 kem rồi bà lại mời tất cả các cháu tới đây cùng thưởng thức nhá, món kem matcha với bà nhá. Thôi bà đi thực hiện luôn này, kiểu có cháu chờ lâu rồi. À các cháu ơi, bây giờ bà bắt đầu nấu nước trà xanh matcha nhá. Thì các cháu ở đây nước nó sôi rồi. Nước nó sôi rồi bà mở bùng nhá. Ui giời. Đây, nước sôi rồi đấy các cháu ạ. Bây giờ bà sẽ bỏ đường vào. Bỏ đường vào. Đấy, một que kem khổng lồ. Bà nấu một nồi nước thật to đầy. Cho tiếp túi lửa. Rồi. Bây giờ bà sẽ bỏ sữa khô vào các cháu nhá. Bà bỏ sữa khô vào. Bà vừa bỏ và bà vừa khoáng ạ. Các cháu ạ, đấy nước nó đã trắng tinh rồi, nó đã lên màu rồi, rất là thơm. Rồi. Bà sẽ cho nó sôi lên các cháu ạ, sau bà bỏ bột matcha trà xanh vào. À, các cháu ơi, bây giờ bà bỏ bột trà xanh matcha vào nhá. Đấy, kem trà xanh matcha này ạ, không thể thiếu được bột trà xanh matcha. Rồi. Rồi bây giờ bà quấy cho nó tan lên này. Wow, các cháu nó lên màu rồi đấy. Rất là thơm. Bà cho thêm tí nữa. Đây nó đang sôi nước rồi. Rất thơm các cháu ạ. À các cháu ơi, bây giờ bà nhấc ra khỏi bếp nhá. Sao bà bỏ kem bột kem béo vào mới lại sữa đặc vào mới lại kem huyết tinh vào nhá. Tôi bảo bỏ ra. À các cháu ơi, bây giờ nước kem nó nguội rồi, đây này, nước matcha nó nguội rồi các cháu ạ. Đấy, bà sẽ bỏ vào cái khuôn đi nhá. Đấy, bà bỏ vào khuôn xong bà bỏ những sữa và bột kem béo vào nhá. Wow, nguội rồi. Đấy. Cái khuôn này là hết nhiều nguyên liệu lắm các cháu ạ. Nó to gấp mấy lần nghìn cái chiếc kem bé kia của các bác. À, các cháu ơi, bà múc hết nước matcha vào đây rồi nhá. Bây giờ bà bỏ các kem huyết tinh vào này. Đấy. Wow, các cháu ạ. Cho cái kem huyết tinh, kem tươi này vào để cho kem nó thêm vị ngon các cháu ạ. Đấy. Rồi bây giờ bà bỏ sữa đặc vào này các cháu nhìn này. Wow. Đấy.
Rồi. Bà bỏ bột kem béo vào. Đây là bột kem béo này các cháu này. Đấy. Cho bột kem béo này vào để kem nó xốp các cháu ạ. Đấy, ăn nó xốp kem. Các cháu ạ, cái bột kem béo này thơm lắm các cháu ạ. Đấy. Cho vào để ăn kem nó xốp các cháu nhá. Thì các cháu ơi, bây giờ bà không đánh được, bà có chừng nhờ cháu Cường siêu to khổng lồ giúp bà nhá. Rồi, cháu Cường giúp bà đấy. Rồi, chào bạn nhá. Rồi, cháu chào các bạn đây. Bạn ơi, con cầm con này, con cầm ngủ đi. Đây, bà cầm đấy rồi. Ăn, ăn. Đó bạn nhá, mình sẽ đánh keo bạn nhá. Đánh keo đi, vào đây. Đấy. Cái này đánh nó nhẹ nhàng các bạn ạ. Thế. Bây giờ phải máy móc gọi nhá. Đánh tay cơ mà, rời tay. Đúng rồi. Đánh này cho đào các cháu ạ, cho nó bông kem lên, cho nó xốp kem lên. Đấy. Lúc nữa là chiếc kem matcha của bà là nó lên màu và nó hấp dẫn. Cháu Cường ơi. Dạ. Được rồi. Được rồi bà. Ủa, các cháu ơi, thôi. Được rồi các cháu ạ. Đấy. Nó sánh đào đây các cháu ơi, nó hớt bọt để bà hớt bọt nhá. Hớt bọt cho bà cắm que vào bà đưa vào tủ lạnh khổng lồ các cháu ạ. Wow. Chạy phải một ngày một đêm mới được. Ngày một đêm mới đông bạn nhỉ? Đúng rồi. Quá ngon bạn, kem này ui thơm phức luôn. Ừ thơm lắm các cháu ạ. Hôm nào nó chín bà lại mời tất cả các cháu tới đây thưởng thức nhá. Món kem matcha nhá. Ăn khổng lồ phải ngon các bạn. Rồi các cháu ơi, đấy thế là bà là mấy bà cháu đó bà đã làm xong rồi nhá. Bây giờ bà sẽ gọi mấy cháu ra khênh vào tủ lạnh nhá, để nhá. Rồi, cứ đi. Khênh cháu ơi. Dạ. À các cháu ơi. Đấy, thế là bà đã khay miếng bỏ vào vào khuôn kia khuôn kem tủ kem khổng lồ của bà đây các cháu nhìn này đấy. Tủ kem đấy. Thì bây giờ bà sẽ cắm bỏ chiếc que này vào nhá. Bà bỏ chiếc que vào. À các cháu ơi, bây giờ bắt đầu lắp motor vào các cháu nhá. Bà đặt bên dưới. À, các cháu ơi, thế là bà đã làm xong rồi, cho vào tủ rồi nhá. Thì bây giờ bà cắm điện vào, chạy phải một ngày một đêm mới được các cháu nhá. À, các cháu ơi, đấy, thế là que kem matcha trà xanh siêu to khổng lồ của bà nó đã, bà để ở tủ lạnh nó đã được 48 tiếng đồng hồ các cháu ạ. Bây giờ nó được rồi các cháu nhá. Thì bây giờ bà sẽ bỏ ra đĩa để thưởng thức nhá. Thì bà lại có hai cháu giúp bà nhá. Cháu siêu khổng lồ. Rồi, hai cháu siêu khổng lồ giúp bà. Rồi, hạ. Các cháu giúp bà. Nào, bà gọi nào. Rồi. Wow. Các cháu ơi, wow, nó chặt rồi. Wow. Có mút các bạn ạ. Nó mút. Yeah. Nào, lùi lại đấy một tí đi. Nào, hai, ba. Rồi. Wow. Ra các bạn nhá. Bỏ qua các bạn ơi. Các cháu ơi. Đấy, thế là bà làm nó đã thành công rồi các cháu ạ. Không bị thất bại, bà hồi hộp lo sợ nó thất bại. Nhưng mà thành công với các cháu ạ. Các cháu nhìn thấy hấp dẫn chưa? Đấy. Thì bây giờ bà mời tất cả các cháu cùng thưởng thức kem trà xanh matcha với bà nhá. Thôi bây giờ bà gọi các cháu thưởng thức đây. Thôi. Các cháu ơi. Đấy. Bà mời tất cả các cháu cùng ăn kem matcha trà xanh với bà nhá. Thì bây giờ bà lấy ra bà mời các cháu các con nhá. Lồ luôn các bạn ạ. Đấy. Đấy. Một năm rồi các bạn ạ, chưa làm con kem khổng lồ bao giờ. Hôm nay mẹ mình làm con kem khổng lồ, các bạn nhìn thấy ngầu chưa? Chết luôn. Đấy các bạn ơi, các bạn, đây là que kem màu xanh đặc biệt nhất của mẹ mình các bạn ạ. Đấy. Mẹ ơi, bổ ra đi để con thưởng thức. Con bổ. Thôi rồi, để con bổ cho bà. Đâu anh bổ đi. Anh bổ đấy. Con cắt đi. Các bạn ơi, dùn đấy. Que kem này to đúng bằng người Huấn. To hơn. Rồi bây giờ mình sẽ bổ nhá. Ăn kem bằng dao mọi người nhá. Ăn kem bằng dao mà nó to quá rồi. Chơi kem bằng dao. Mẹ mình làm kem quá đỉnh luôn các bạn ạ. Đấy. To thật đấy các bạn ạ. Các bạn nhìn chưa? Dã man. Kinh. Các bạn thấy chưa? Các bạn nghe tiếng gõ giống nhà thợ mộc chưa? Đùng đùng. Thợ mộc. Ui, khéo anh ơi. Đấy. Cháu Huấn cầm phải nói nhá, không chơi đấy. Các bạn ơi, các bạn, que kem mình băm nó trông nó cứng các bạn ạ. Mình tưởng nhà có thợ mộc các bạn. Người gọi là người làm mộc các bạn.
đây là răng khắc kem siêu to khổng lồ các bạn nhá. Đấy, đố bạn Nguyên làm cao bằng như ai đấy. Chỉ có bạn Tân mình làm được. Đấy. Thế bạn làm các được. Các cháu có thấy bà ngầu không? Đấy. Các cháu xem video này của bà mà có thấy ấy thì bổ cho bà nhiều nhá. Nhớ bổ cho mẹ mình quả xẻ. Đây, cháu nhỏ ở đây. Đấy, cái đấy của Tân. Ê, em ơi, chạy view chạy view cái đấy. Các cháu ơi, mời các cháu ăn với bà nhá. Đấy, các bạn ơi, nhìn này. Các bạn nhìn chưa, miếng kem to à các bạn ạ. Đấy, các bạn ạ. Lần đầu tiên mình ăn cái kem matcha luôn. Thì hấp dẫn đấy các bạn ạ. Mình mời các bạn nhá. Mời các bạn nhá. Để con mời mẹ nhá. Mình mời tất cả các bạn nhá. Thơm lắm bà. Ui, các bạn ơi. Ăn nó thơm thơm mùi matcha kiểu dạng như là trà sữa matcha bạn ạ. Thơm thơm các bạn ạ. Rồi, bà mời các cháu nhá. Thơm thật đấy nhở? Lại cơ là lại giống mùi trà sữa matcha rồi. Cứ em mình nơi trà sữa thanh thanh Nguyên này nói. Bạn Huấn này. Các cháu ạ, nó mềm sâu. Bạn Huấn ăn cái kem này bao giờ chưa? Tôi chưa bạn ạ. Đấy, bạn thấy ngon không? Ngon lắm bạn ạ. Đấy. Đây là kem siêu to khổng lồ mình ăn lần đầu tiên các bạn nhá. Còn ăn nhiều nhá. Mình chưa bao giờ ăn thanh kem mà nó to như này các bạn ạ. Còn ăn nhiều cho lớn nhá. Anh nhớ cho lớn. Vâng. Các bạn ơi. Mát là bạn mát ạ các bạn ạ. Mát. Ăn vào trong mồm nó tan luôn trong miệng các bạn ạ. Mà anh nhạo các bạn. Ngon thật các bạn ạ. Mình đã buồn ngủ ăn vào từ ngủ luôn. Vị matcha thơm ngon lắm bạn ạ. Wow. Mẹ làm đẳng cấp thật đấy mẹ ạ. Đúng rồi. Các cháu ạ, đây nó cứ mềm sầu mà nó xốp kem lắm đấy đấy. Không nhận bà khéo tay thật. Đam lại. Không hề đâm lá. Đấy. Bụt lão ăn. Bà ơi, mát của chó. Tình ngủ luôn các bạn. Sốc ngang một cái răng các bạn. Nó thơm thơm vị matcha này rồi là vị trà xanh các cháu ạ. Đi mời các bạn nha. Có mời cô chú ơi. Anh kem bị tỉnh luôn. Các bạn ơi. Mình từ nãy giờ mới được hết một mảng thôi các bạn nha. Còn cả một thanh này luôn các bạn ạ. Thôi. Nhiều ấy. Nhiều đấy. Nhiều các bạn ơi. Ao ăn. Kem mình mua ở quán không ngon bằng như thế này đâu các bạn ạ. Đấy, bạn nó phét. Bạn nói quá đâu. Bạn nói quá. Các cháu ơi, cháu Huấn cứ lịch bà. Đấy. Bạn nói quá, cái nhà bạn thấp là lại đến tìm mẹ mình chết các bạn. Nhưng mà bạn Huấn ơi, mẹ tớ bây giờ mà bán kem ấy liệu có được không? Được. Đấy. Bán đại lý to luôn. Cho Huấn có phải bán. Có phải nhà bạn bán tàu hóa đúng không? Đúng rồi bạn, đúng rồi. Thế tớ bán này tớ xỉ cho nhà bạn nhá. Ok bạn. Hợp lý hay bạn? Hợp lý. Đấy. Đi ăn không ấy, bán lại cho Huấn nhá. Kèm tàu hóa các bạn. Làm ma thì buốt hết mà. Thì anh cũng hơi bái lại cho Huấn các bạn ạ. Để bạn đem về. Đấy. Anh Duỳnh. Các bạn ơi. Mẹ mình đã ăn hết một miếng rồi các bạn ạ. Ôi không ra đâu chứ. Bạn giấu thế đâu ấy. Bố ra buồn các bạn. Muốn giấu dao rồi. Đấy, đấy, đấy. Giấu dao rồi. Đấy. Ôi, hóa ra bạn cần giấu. Các bạn ơi, mình về dầm kem ra mình mới ăn rồi chứ. Kem này nó lạnh lắm. Đấy các bạn ơi, mình cắt miếng kem nữa cho mẹ mình các bạn nha. Nó thơm, vị matcha trà xanh nó hòa quá. Thế đấy lại rào này tiết trời nó cũng nóng các cháu ạ. Nó mát. Ăn nó gần như trà sữa matcha. Đúng rồi. Ngon. Wow, mẹ ơi. Ê, lại mặt còn to hơn ăn cưới này các cháu này. Các cháu này bà ăn này đấy, lại mặt to hơn cưới con trai cắt miếng to quá. Ngon các bạn ạ, ăn nó mát. Không, mát. Tỉnh người. Các bạn ơi, ăn nó mát tỉnh người các bạn ạ. Các bạn ơi, ai nói thật nó ai đã buồn ngủ ăn này tỉnh luôn các bạn. Thời luôn các bạn, thơm lắm. Các cháu ơi, cháu Huấn bảo kem này, kem matcha trà xanh này mà mang đi tán người yêu là đổ luôn đấy các cháu ạ. Như ngả dậy, ăn ngả ra. Đấy, có bé nào chưa người yêu gặp Huấn cho kem nhá. Các bạn ạ. Mát cũng lâu lắm rồi. Không phải nói phép chứ, kem mẹ mình làm ngang với kem các bác bán ở phố đi bộ Hà Nội các bạn ạ. Ngon, tuyệt vời. Không phải đẳng cấp hơn các bạn ạ. Ngon. Khéo mình phải bảo mẹ mình bán kem ngoài đấy. Khéo kiểu khách.
bốn khách luôn. Mẹ lại mở hàng kem, mở đại lý kem rồi. Hợp lý đấy bà. Ờ các cháu ơi. Phải dùng đây. Tay ủi nhá. Hôm nay là bà cảm nhận là cái kem matcha trà xanh này là ăn nó thơm thơm vị trà xanh rồi lại thơm thơm vị matcha, các cháu nó hòa quyện mà nó xốp kem lắm. Cũng gần như của các bác đấy các cháu ạ, à, làm nhà hàng đấy. Chú ăn này như thế nào? Mình ăn kem này ngon nó mát. Mát đến tận cổ họng luôn. Mà tận lão rồi. Mà tận lão. Các bạn ơi, hình như bỏ gối mì dài rồi không ấy. Gối chốc trắng ơi các bạn ạ. Ăn kem kéo rớt xuống đầu ạ, thơ luôn. Các bạn ơi, các bạn đi uống trong này thôi, ơi giang hồ luôn, đầu ơi nhiều sẹo ấy các bạn này. Uống lên đầu. Thấy que và sẹo trước đem nhau ấy các bạn. Đầu đầu có sẹo các bạn ạ. Mình mời các bạn nha. Có mời cô chú lên. Con mời cô chú. Còn lò lắm rồi bà, ăn mấy miếng to tướng luôn. Con ăn 3 miếng con ạ. Mình nhớ cái miếng thứ 4 rồi các bạn. Ngon. Mình ăn hết mấy đĩa rồi các bạn. Con nhìn bà quấn chút rồi. Thế gì các cháu ơi. Có khả năng là đấy mấy bà chán cho bà không ăn hết được que kem 50 cân rồi đâu các cháu ạ. Que kem matcha trà xanh gì đấy. Thì các cháu ơi, bây giờ có khả năng là bà dừng gần đi xảy thôi nhá. Thì còn đây cho bà lại cho vào tủ lạnh. Chưa mai lại ăn tiếp các cháu nhá. Thì các cháu mà xem video này của bà mà có thấy hay mà thú vị nhá thì cho bà thật nhiều, bố cho bà nhiều quả xé vào nhá. Thì bây giờ có khả năng là bà chào tất cả các cháu nhá. Chào các cháu nhá.